ở nga có một trường chuyên đào tạo điệp viên những người này được dạy mọi cách để khai thác thông tin của kẻ thù kể cả quan hệ với họ và đây là red sparrow chào mừng các bạn đến với series phim này không hay nhưng mà chúng tôi sẽ cố làm cho nó hay hay còn gọi là câu chuyện bắt đầu với dominica erova một nữ diễn viên ballet nổi tiếng mang quốc tịch Nga Mẹ của Dominica mắc bệnh khiến bà làm việc gì cũng khó khăn Nghe bà như là mấy đứa tuổi tin Sau khi đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra Dominica để bà lại cho bảo mẫu chăm sóc Còn mình thì đi làm Tới giáp hát, cô thay đồ và trang điểm trước khi ra đón khách Một trong số đó là ông chú Ivan của cô Phó giám đốc cơ quan mật vụ Nga Chú giới thiệu cô với Dimitri Một tay xã hội đen có tâm hồn nghệ thuật Cùng một bàn tay thích sờ mó lung tung Phần trình diễn của Dominica bắt đầu Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo Cho đến khi thằng bạn diễn giẫm gãy chân cô Dominica ăn một thẻ đỏ rơi khỏi sân khấu và được đưa lên bàn phẫu thuật. Trong lúc đó thì chúng ta đến với một nhân vật khác, đây là Ned, một nhân viên CIA. Sau khi nhận một cuộc gọi tự động mà không phải đến từ chị Thỏ Ngọc thì Ned giải mã ra địa chỉ mình cần phải đến. Anh cầm lấy khẩu súng của mình, bắt một chuyến tàu tới công viên thủy tinh. Đối diện anh không phải là công Vinh và thủy tiên mà là người đưa tin mật danh Cẩm Thạch. Giao dịch xong, nhận thấy Cẩm Thạch bị một đám người trên ô tô tra hỏi, tưởng là Cẩm Thạch sẽ bị bắt, Ned nổ súng thu hút sự chú ý, bị dí vờ lờ nhưng mà Ned vẫn kịp chạy vào đại sứ quán Mỹ. Thân phận của anh đã bại lộ nhà của anh sẽ bị lục soát ba chị này hỏi xem trong căn hộ của anh có thứ gì nhạy cảm không ờ vài hai giây cosplay hầu gái kèm tất chân thì có tính không hả ý, ý tôi là không vấn đề ở đây là những kẻ dí nết tại công viên không truy tìm cẩm thạch chúng chỉ là cấm ngầm đang tìm bọn buôn thuốc thôi dù sao thì nết vẫn sẽ bị đưa về mỹ vì cái sai lầm này ngày hôm sau chú của dominica tới thăm ngài thống đốc ở đó thì có cả tướng vladimir đoạn video có nết và cẩm thạch cặp mặt được chiếu lên nết là cia và đã về nước nhưng mà thứ mà vladimir muốn biết là kẻ có mật danh cẩm thạch này là ai đoạn này khá spoil rồi nhưng mà hơn xem hết video bạn sẽ hiểu về phía dominica cuộc phẫu thuật tương đối thành công nhưng mà nhìn cái chân của mình trong khung sắt dominica rơi nước mắt khi biết mình quên mua bảo hiểm cho nó 3 tháng trôi qua dominica vẫn cần chống nặng để có thể đi lại hôm nay ông chú Ivan tới báo cho cô một tin là Dạp hát đã tìm ra người thay thế vị trí của cô và cũng không lâu nữa cô sẽ bị đuổi ra khỏi căn hộ này và mẹ cũng bị đuổi khỏi bệnh viện tại vì không có tiền trả viện phí lá bảo là nếu mà cần giúp đỡ thì hãy tìm tới mình trước khi đi chú của dominica để lại một cái máy ghi âm và một vài tấm ảnh qua đó Dominica phát hiện ra chân cô gãy không phải là do tai nạn Và là âm mưu của thằng bạn diễn và bạn gái hắn. Dominica đến dạp hát nhìn cái đôi uyên ương, ương gian ác luyện tập với khao khát trả thù cho cái chân trái của mình. Dominica tiến vào phòng thay đồ với mong muốn dẫm nát chân giữa của thằng khốn kia. May qua vào đúng lúc hai đứa đang chìm chuột, cô cho mỗi đứa một gậy vào mồm, bồi thêm vài gậy nữa cho bỏ tức rồi mới lên xe bứt rời đi. Nhận thấy tay mình đã dính máu, Dominica xuống xe dùng bốt điện thoại công cộng gọi cấp cứu. Dominica trở về căn hộ trong sự buồn chồn, tìm thấy mẹ cô ngã trong nhà tắm, bảo mẫu thì đã mất dạng hóa ra rạp hát đã ngưng trả lương nên là cô ta không tới nữa ngày hôm sau dominica tới tìm ông chú đáng tin của mình nghe qua về hậu quả cô đã để lại tại nhà hát con bé kia thì từ giờ sẽ mất khả năng gì nhưng mà điều đó không quan trọng quan trọng là muốn chú giúp thì phải giúp chú một việc nhưng mà không phải giúp kiểu đúng không chú không tao là người nga chứ không phải người nhật cục an ninh muốn tìm hiểu về dimitri tay xã hội đen dominica từng gặp việc của dominica là chờ cho cái chân lành và tới tiếp cận hắn rồi lúc đấy thì mới Dominica định từ chối nhưng mà ông chú lại nhắc tới mẹ cô. Bệnh viện công không phải là nơi để chữa bệnh đâu cháu ạ. À. Bạn chủ đã chết trên giường bệnh cùng với bữa sáng và cháu biết bữa sáng là gì không? Suprasonic Brasonic và hai quả trứng lòng đào. Ơ ờ, nghe có tệ thế đâu. Nhưng mà tháng kia bị máu nhiễm mỡ. Ivan hứa chỉ cần Dominica giúp ông thì ông sẽ giúp mẹ cô có dịch vụ y tế tốt nhất. Cái ngày trên Dominica hoàn toàn bình phục. Theo lệnh cô tới khách sạn mà Dimitri hay ăn tối, mặc một bộ đồ thật bắt mắt để hắn nhìn thấy, chắc chắn là hắn sẽ tiếp cận cô. Sau đó cô phải đánh cháo điện thoại của hắn. Đúng như dự đoán, Dimitri nhanh hơn cả The Flash. Dominica vừa gọi xong sâm banh thì tên này đã xuất hiện hỏi han nhau mấy câu. Dominica bảo là mình đang đợi bạn nhưng mà Dimitri không tin vào cung hoàng đạo hay vận mệnh. Thế giới này vận hành theo cách mà con người muốn nó vận hành. Dimitri hỏi Dominica tiếp cận ông ta làm gì? Tôi muốn trở nên đặc biệt. Dominica sau đó đưa ông ta về căn phòng đặc biệt mình đã chuẩn bị sẵn, đuổi vệ sĩ của lão ra ngoài. Dimitri cởi đồ, Dominica cởi đầm, liếm cái chân đau của Dominica. Dimitri thở ra vài câu của dân đấu giá, hắn đè cô xuống giường với nhấp được hai cái thì Dimitri bị bột gã mặc đồ đen siết cổ đến chết máu rơi đầy trên cơ thể của dominica kẻ mặc đồ đen sửa thêm vài tay sai trên đường đưa cô rời khỏi khách sạn tới một căn nhà hoang kẻ mặc đồ đen cởi mũ để lộ thân phận là sergey một mật vụ được chú của dominica gửi đến ivan và tướng vladimir đang ở một căn phòng ngay bên cạnh sửa xong dimitri rồi lão tướng muốn thủ tiêu luôn dominica nhưng mà ivan bảo là cô sẽ có ích ivan sau đó hồn nhiên ra gặp trực tiếp cô cháu gái vừa bị hấp diêm của mình và bảo là cô có tiềm năng đấy giờ thì có hai lựa chọn một là chết hai là luyện tập để phát huy hết khả năng của mình phụng sự tổ quốc rồi mới chết thế là Dominica để mẹ lại cho bảo mẫu rời đi cùng với lời dặn dò của bà là đừng tin Ivan. Dominica được đưa tới trường chim sẻ hiệu trưởng dẫn cô về phòng nhắc rằng khác với Dominica những học viên ở đây đều có xuất thân từ quân ngũ để bắt kịp thì cần phải cố gắng hơn họ. Buổi học nhanh chóng bắt đầu bà hiệu trưởng có bài phát biểu kiểu dm facebook dm tiktok dm shopee dm cả thế giới nước nga mua năm. Uh. Ở đây các học viên sẽ được dạy cách quyến rũ đối phương và xác định điểm yếu của họ nó kiểu shinobi nhưng mà có cả nam ấy. Hiệu trưởng mời Dominica và một học viên tên là Victor lên bà yêu cầu hai người cởi đồ, Victor lột sạch nhưng mà Dominica thì không. Hiệu trưởng nhắc là thân thể các học viên ở đây đều thuộc về tổ quốc nhưng Dominica vẫn không động đậy. Trở lại với Ned thì anh bị hội đồng đình chỉ khỏi mọi hoạt động ở nước ngoài. Dù đã nhắc rằng cẩm thạch sẽ không làm việc với ai khác ngoài mình nhưng mà Ned không thay đổi được quyết định của hội đồng. Tại trường chim sẻ, các học viên phải chạy bộ để nâng cao thể lực, học cách bắn súng và phá khóa. Được dạy về hợp chất Metka, một hợp chất vô hình dưới ánh sáng bình thường nhưng chỉ cần tiếp xúc là sẽ để lại dấu vết trong vòng 6 tuần. Thời tiết xác định mong muốn của mục tiêu, hiệu trưởng đưa ra ví dụ Victor trả lời sai, Dominica trả lời đúng khiến Victor cay. Cùng lúc đó, Nét phát hiện ra mình bị người của Nga theo dõi, tức là Cẩm Thạch vẫn chưa bị tóm. Thêm nữa, quả nhiên CIA vẫn chưa có cách để liên lạc lại với Cẩm Thạch. Anh này đã từ chối mọi phương thức liên lạc. Bố đã bảo mày rồi. Thế là hội đồng quyết định sẽ gửi Nét qua một nước nào đó gần Nga. Cẩm Thạch sẽ tự khắc tìm anh và khi đó Nét chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thuyết phục Cẩm Thạch hợp tác với một nhân viên khác. Quay lại trường chim sẻ, bài tập tiếp theo của các học viên là tiếp đón một toàn lính vừa từ nước ngoài về. Dominica chọn ngay thanh niên trông đụt đụt dẫn về phòng dễ dàng nắm chọn anh ta ngày hôm sau cả lớp ngồi lại xem những màn biểu diễn của các học viên kỹ năng của dominica cực kỳ tốt nhưng mà cô vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ bản thân tối hôm đó đang tắm thì dominica bị victor tấn công từ phía sau cô rơi vào thế dầu ăn nhưng mà dominica vớ được cái vào nước đập victor một trận ra trò về phía quân đội nga họ nhận tin nết đã tới budapest chắc chắn là muốn tái thiết lập liên lạc với tên gián điệp cẩm thạch tướng vladimir ra lệnh lập tức bắt Nét và thu thập thông tin trực tiếp nhưng mà làm vậy thì là tỏ rõ thái độ thù địch với mỹ nên là hold the gã này đã nổ súng giữa công viên để bảo vệ tên gián điệp tức là hắn sống rất tình cảm ý anh là chúng ta cần thơ xuân Park về diss hắn ờ, ừ, cũng hay đấy nhưng mà ý tôi là chúng ta nên tấn công vào cảm xúc để phục vụ cho chuyện này thì tướng Vladimir đã làm một chuyến tới trường chim sẻ nhằm xét xử vụ Dominica tấn công bạn học danh dự của cô bị xem nhẹ hơn mạng sống của Victor một học viên tiềm năng aka người sẵn sàng bún cua cho hai con tinh tinh cùng một lúc nếu mà cần nên tiếp theo là một bài kiểm tra cho Dominica cô được hỏi xem Victor muốn gì Dominica cởi đồ và sẵn sàng để anh ta làm tình với mình nhưng mà trời đông quá rét cua không lên rồi bị dominica trêu chọc victor cất chim vào trong quần tức giận quay đi dominica thì đưa ra câu trả lời là quyền lực tướng vladimir bị ấn tượng mạnh vậy là dominica được tốt nghiệp sớm khỏi học viện và về thăm mẹ ông chú ivan hẹn gặp mặt lão muốn cô sang budapest tiếp cận nết làm bất cứ điều gì phải làm hy sinh bất cứ thứ gì phải hy sinh và giúp lão tìm ra tên giám điệp đang làm việc với nết dominica thì vẫn giận ông chú lắm nên là cô đợi ông chú gọi món rồi quay ít bỏ đi luôn rất nhanh chóng dominica đã tới budapest và được xếp ở cùng một đặc vụ cũng xuất thân từ trường chim sẻ tên là mata tới gặp sếp của mình tại đây Trạm trưởng vừa to Nhưng mà quá lười để sắp xếp lại cái màn hình desktop Dominica hỏi một số thông tin về nét Rồi nhanh chóng tìm thấy anh ta tại một bể bơi Lập tức thu hút được sự chú ý Chắc là tại đi bơi mà không thèm khởi động Thì chuột rút chết đi mẹ luôn Kết thúc buổi đi bơi nét chủ động bắt chuyện với Dominica bằng tiếng Nga Do thấy cuốn tạp chí của cô Dominica cố tình chém gió Mình là phiên dịch viên cho đại sứ quán Nhưng mà nét thì quá tinh và nhận ra là cô đã theo anh được hai ngày rồi nét cố mời cô đi ăn nhưng bị từ chối ngày hôm sau dominica lại tới bể bơi không gặp được nét mà còn phát hiện Hiện ra thẻ thông tin cung cấp cho bể bơi đã bị đánh cắp. Nét cầm thông tin của Dominica báo lại cho CIA, biết cô là cháu gái của phó giám đốc cơ quan mật vụ Nga. Họ bảo anh nên tránh xa, nhưng việc cô đăng ký thẻ bằng tên thật khiến Nét biết người phụ nữ này không bình thường. Anh tin rằng mình có thể khai thác thông tin ngược từ Dominica. Dominica thì phải tới báo cáo cho trạm trưởng to người mà không hề che giấu ý đồ muốn đụ cô. Ngày hôm sau, Dominica xin được thẻ vào đại sứ quán. Trong lúc nhìn quanh tìm Nét thì cô thấy Mata có cuộc trò chuyện với chánh văn phòng đại sứ quán, thực chất là đặc vụ của Nga mật danh Thiên nga nhưng mà thôi chuyện đấy để sau. Nết đã tìm ra cô trước, thừa nhận chính mình là kẻ trộm thông tin của cô. Qua lại vài câu, hai người búc được cái lịch ăn tối vào 8 giờ ngày mai. Trở về căn hộ, nhân lúc Mata vắng mặt, Dominica phá khóa lục soát phòng cô ta, phát hiện ra cô này đang mua thông tin từ Thiên nga. Mata sau đó trở về, không bắt gặp được Dominica trong phòng mình nhưng mà đem theo một bản sao báo cáo lão to gửi về nga. Theo đó, lão cho rằng cô đang hoạt động không hiệu quả và không hiệu quả đối với chim sẻ thì tức là cần bị loại bỏ. Ngày hôm sau, Dominica theo trạm trưởng to vào một quán bar thoát y, đòi lão viết báo cáo tốt với mình thì sẽ chăm sóc cho thằng em vờ lời nhỏ của lão trạm trưởng tức giận đấm dominica nhưng tất cả đã có camera ghi lại dominica đe dọa là bây giờ mà ông không viết báo cáo tốt với cô thì sẽ bị bột vé lên tòa với tội hành hung và tạm biệt sự nghiệp ở bên kia thì nết bị cho leo cây trở về căn hộ nghe được tin nhắn từ phía cẩm thạch địa điểm lần này gặp là vienna sau đó thì dominica tới với vết bầm trên mặt chia sẻ chuyện sếp tức giận vì đòi trịch mà không cho hai người có nụ hôn đầu tiên nết bảo dominica nghĩ kỹ xem điều cô muốn là gì ngày hôm sau ivan xuất hiện bảo tới thăm cô trước khi lên đường tới Vienna dự hội nghị. Dominica xảo về việc cô cùng Mata có thể khai thác thông tin từ một tránh văn phòng chỉ cần Ivan chuẩn bị cho cô 250.000 đô. Trước khi Ivan rời đi, Dominica đã thoáng xem hộ chiếu của lão. Mata thì đã nghe thấy Dominica nhắc về thiên nga nên là khá tức lại. Dominica thuyết phục cô làm vậy là vì cần thêm thời gian, đồng thời hứa đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho. Thế quân nào bà này nói luôn chuyện mình đã chứng kiến cái chết của Dimitri cho Mata. Thế là Mata buộc phải đồng ý làm theo Dominica. Dominica tranh thủ là một chuyến tới Vienna dùng nhan sắc tiếp cận một nhân viên ngân hàng để giúp mình mở tài khoản quá giờ hành chính khi trở về thì phát hiện ra mata đã bị giết trong bốn tắm kẻ ra tay là Sergey hắn ta nhắc cô đừng có chia sẻ bí mật xong rồi bảo cô đừng có báo cảnh sát viết tường trình xong dominica rời khỏi đồn thì nết đã chờ sẵn anh đã được cẩm thạch cử cho tài liệu con cô là một chim sẻ nhưng vẫn nghĩ mình sẽ hợp tác được với cô dẫn nhau về căn hộ của Nét cô lại phun hết mọi thứ về vụ dimitri và mata cô này bây giờ chẳng quan tâm làm việc cho phe nào chỉ cần mẹ cô được an toàn và thứ đảm bảo được điều đó là tên của gián điệp mà Nét đang làm việc cùng. Nét đề nghị cô làm việc cho Mỹ, trở thành điệp viên hai mang. Cô sẽ khiến những kẻ kia phải trả giá. Đêm đó, Dominica ngủ tại nhà Nét và đã trịch nhau để có được lòng tin. Cô trở lại viết một báo cáo rằng đã nắm thóp được Nét. sau đó là đợi tín hiệu của anh bằng bài hát mà cô yêu thích. Nhưng mà như thế là chưa đủ. Dominica được đồng đội của Nét cho tham dự một bài test với thiết bị kiểm tra nói dối. Kết luận là Dominica lại có thể tin tưởng được. Cô đòi chuyển vào tài khoản tại Vienna của mình 30.000 đô, đổi lại cô sẽ cho họ thông tin mà thiên nga cung cấp. Cái độ nhanh chóng di chuyển tới London để Dominica gặp Thiên Nga. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi thì Vler to lại xuất hiện muốn tranh công, cô đuổi hắn lên phòng đợi. Thiên Nga xuất hiện, Dominica tới giới thiệu mình đến thay Mata. Thiên Nga định bỏ đi nhưng mà Dominica có ảnh cô đi đêm với Mata để đe dọa. Kèm theo luôn 250.000 đô Thiên Nga đã chốt kèo với Mata. Bây giờ thì ai mà chảy cơ máu gạo tiền. Hai người dẫn nhau về phòng. Thiên Nga tu chút rượu vào nên là hớn ha hớn hở như con rồ. Giao dịch diễn ra. Thiên Nga nhận tiền và đưa đĩa thông tin cho Dominica đi kiểm tra. Đoạn này hơi lâu vì là có mấy cái đĩa giả bị kẹt nhưng mà Dominica vẫn đánh tráo thành công không quên hứa hẹn về lần làm ăn tiếp theo thiên nga rời khỏi khách sạn để ý là bản thân có bị theo dõi cô vứt lại đống tiền cố chạy nhưng mà bị xe tông chết trạm trưởng vừa lờ to nhận tin bảo dominica được lệnh về nga nết lập tức mò tới sân bay dominica lắc đầu ra hiệu anh quay về nga cho rằng dominica đã giao nộp thiên nga cho mỹ cô bị tra tấn bằng đủ trò nhưng mà vẫn khẳng định mình không bán đứng nga lão vừa lờ to cũng bị tra khảo tương tự và đã bị headshot bị chĩa súng vào đầu dominica vẫn chối may mà súng không có đạn ivan tiếp quản dominica cô nhận là mình đã làm việc với mỹ giờ cô đã có lòng tin của chúng giờ cô chỉ cần một cơ hội quay lại và sẽ tìm được tiền gián điệp trình bày kế hoạch tiếp theo cho tướng vladimir ivan về căn hộ thì thấy dominica đã phá khóa đột nhập vào dominica hôn ông chú trước khi rời đi cô tìm tới nết hai người ôm nhau trở về căn hộ dominica muốn nết đưa mình tới mỹ đòi anh đưa cả mẹ mình tới đó kèm theo 250.000 đô dominica hỏi nết anh định làm gì ở sân bay nết bảo anh sẽ giết tên vờ lờ to có cái đấy vờ lờ nhỏ vì con cu duy nhất cô xứng đáng ngồi lên là của anh tình dậy giữa đêm cô chứng kiến cảnh Sergey đang siết cổ nết cô chạy tới giúp chói tay nết vào ghế sau một hồi lảm nhảm về kinh nghiệm chơi bd sơ gây bắt đầu sử dụng một cái máy để lột ra nết hỏi một cái tên mà nết không chịu phun ra dominica tự tay lột dài nhân lúc sơ gây quay đi cố gõ đầu hắn sau đó cởi chói cho nết cả hai sau đó đều bị chém thương nặng nhưng mà vẫn thành công xử lý sơ gây nết bất tỉnh dominica kịp gọi cấp cứu không thì cả hai cũng xanh cỏ nốt tính dậy trong bệnh viện dominica làm điếu thuốc cho nó bổ phổi tướng vladimir xuất hiện lão kể chuyện mình có một người vợ từng ước mơ làm vũ công nhưng mà không như dominica bà chỉ khiêu vũ trong phòng khách của ông một ngày bà đổ bệnh đám bác sĩ nga tại Mỹ đã từ chối để bác sĩ Mỹ giúp bà và giờ thì ông có một người vợ từng sống tóm lại thì ông chính là cẩm thạch là tên tình báo mà nga đang tìm ông nghĩ mình sắp bị bắt nên là muốn Dominica giúp vạch trần ông ta cô có thể trở thành anh hùng dân tộc sau đó tiếp tục thay ông truyền tin cho CIA. Vladimir rời đi. Dominica thì mua ngay một chiếc điện thoại từ máy bán hàng tự động gọi sự trợ giúp của người thân cô chỉ muốn nghe giọng của mẹ sau đó thông qua đại sứ quán cô có một cuộc gọi trực tiếp cho ngài thống đốc và cho lão biết tên của gián điệp vài ngày sau tại sân bay nga sẽ trao cẩm thạch về cho Mỹ Mỹ sẽ trao trả Dominica nếu mà gã cầm thạch kia là chính xác. Nét chưa hiểu vì sao Cẩm Thạch lại lộ thân phận nhưng mà anh khá cay Dominica mãi cho tới khi túi chùm đầu của Cẩm Thạch mở ra. Ở bên trong là ông chú Ivan trước đó Dominica đã lấy một chiếc cốc có vân tay của Nét bỏ vào căn hộ của Ivan. Cô cũng đã mở tài khoản ở Vienna dưới tên Ivan. 250.000 đô từ Mỹ đã được chuyển vào đó. Thêm nữa là đĩa mềm thông tin quân sự mà Ivan gửi về cho Nga là giả. Quá là đủ bằng chứng để thuyết phục lão là gián điệp do Mỹ cài vào. Nét xác nhận Ivan chính là Cẩm Thạch Ivan thơm Dominica trước khi bị bán tỉa của Nga giết chết. Dominica trở thành anh hùng của đất nước. Tướng Vladimir thì vẫn giữ được vị trí của mình. Dominica trở lại cuộc sống với mẹ và được tới nhà hát với vị trí khán giả. Cuối phim cô lại nghe thấy cuộc gọi có bài hát cô yêu thích và tôi là vui vẻ. Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.